ai ghé chụp hình. Nó trồng nó bán rồi nó đây ngõ hả? Mấy cái hộp để mà nó làm cái gì? Ăn được không hay gì? Ăn được. Thank you.
sao? Mấy người trên xe là mấy người Tây hả? Ừ, da trắng. Dạ. Không biết là nước nào tới. Ờ, đúng rồi. Nhưng mà một trong nước ông châu Âu hay là Úc, Mỹ cũng có. Một dòng máu thôi, một dòng máu của nó là Mỹ trắng, da trắng.